Xin chào em nhé. Dạ vâng, chào bạn. Hôm nay nhận lời mời của anh Hà, anh em yêu cây đến chơi và tham quan mô hình của anh Hà. Mời các bạn cùng đây uống nước ạ. Vâng, vâng. Vừa đấy anh em cũng đi vào chỗ nhà trong. Đấy, lúc anh tốt điện cho chú đấy. Chỗ nhà chú em à? Nhà chú em là chú Hà ấy. Dạ vâng, đây chú, vợ chồng chú đây không có nhà. À, ừ. Mời các bạn đi. Rất rộng rãi. Mời anh em ra ngắm cây của nhà anh nhà Thiện. Đây, các bạn đi xem đây. Cây của Phương này đây rồi. Dạ vâng. Anh làm như thế này. Một không gian xinh xắn trên sân trường. Đẹp ngay, trông bước ngay. Dạ. Thì cần thay đổi vườn, thay đổi vị trí, thay một cái trọng là khác ngay. Đẹp quá các bạn. Anh Thiện anh chơi ít cây thôi nhưng mà cây rất chất lượng. Rất chất lượng, rất đẹp. Cái đa giả quá nhỉ, trong chơi à, rất đẹp, vẫn hoang vẫn hoang mười mấy năm rồi đấy. À cái này á à. À cây này là của bạn Tấn ngày xưa đây nhỉ. Tấn ngày xưa đây bán cho Phi. Thế là về nhà em được lâu chưa? Khoảng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rất già, mít, cây rất giá trị các bạn. Một cây này có lẽ gọi là một cây trực cổ nhỉ. Yeah. Cái này vừa rồi chú cũng mang đi chơi đúng không? Rất đẹp, rất già, nhìn sạch sẽ các bạn. Đẳng cấp và rất đẹp. Chúng ta các bạn nhìn, các bạn thấy đẹp. Già từ phi dăm xuống nhỉ. Một tác phẩm này 2000B các bạn. Rất là xinh xắn. Làm một vườn con này là quá ngon. Một cây trực giáng làng tự nhiên. Cây này chỉ một người bê thôi các bạn. Cao khoảng 40-45 cm. Hơn chục cân, chơi đến 20 cân. Thế đấy một người không bê đâu. Hai người. Nếu bê bản thân của nó thì được. Rất đẹp. Bê bản thân nó sẽ hỏng hết. Nhưng phải nói chú Thiện là chú chơi cây kỹ lắm. Rất tinh. Thực ra những cây như này là cũng không phải là có nhiều đâu.
rất hiếm. Một tác phẩm nó đã đạt đến tốc độ như này là rất là hiếm. Đây chú chú cây em thích những dòng này. À. Cột chậu. Cây như này nhiều tiền không ạ? Cây đấy thì ra báo cáo như giá trị thì em không đóng được. Nhưng mà cây này chú phi mua ấy khoảng 50 triệu. Cho nó còn cây thôi đâu, cho tập này nhiều lắm. Cây tập này bao nhiêu, bán 100 bút. Rất đẹp các bạn ngắm những cây quá giá trị. Ít cây nhưng mà đẳng cấp, chất lượng. Sàng lọc trong những góc độ bonsai sân thượng. Rất đẹp. Hai thân. Rất giá trị, giả lắm các bạn. Một trong những tác phẩm rất là đẹp, anh em đang chiêm ngưỡng trong tư duy nó khác rồi. Rất đẹp. Một tác phẩm suối. Cây sang lại có đường rất là nghịch. U cục. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình sau.